Đi em chị trang đọc sách cho nghe nha. Mọi người im rồi. Em ơi, có biết đọc sách không á? Vâng, đợi em một xíu nhé, xíu nữa em ra em gọi lại cho. Hai chị em ngồi đây chơi nhá. Cô Bi không muốn nghịch em nào. Rồi, cô Bi, nghịch em nhá, em khóc đấy. Cô Bi ngồi ngoan, ngồi trông em đi chị Trang một tí nhá. Cô Bi ngồi im nào. Rồi, cô Bi bế em giúp chị Trang nhá. Có gì để em sắp xếp quần áo đồ rồi em báo cho anh sau nhé. Dạ vâng. Hai đứa ơi, bây giờ chị Trang ấy chuẩn bị phải đi công tác 7 ngày rồi cô Bi ạ. À, cô Bi giỏi nào, cô Bi ngoan nào, ngồi dậy ăn xem nào. Bây giờ chị đang nói này nhá, ngừng đây. Bi không được em. Nhá, im chị đang nói nè. Bây giờ chị Trang chuẩn bị phải đi công tác 7 ngày á. Cô Bi với em Mon ở nhà chơi ngoan nhá. Ngồi chờ chị Trang nhá. Bây giờ chị Trang đi vô trong kia, chị Trang chuẩn bị đồ. Sau đó rồi chị Trang ra, chị Trang cũng chuẩn bị phải đi trong hôm nay luôn. Cô Bi nhớ ở nhà ngoan nhá. Nhớ chăm sóc em Mon nhá. Chị Trang nói nghe không cô Bi? Nhá, nhớ nhá. Chăm sóc em Mon chị Trang nhá. Nào, ngồi đây nào. Chị Trang nói phải nghe thì chị Trang mới thương. Rồi khi nào chị Trang đi công tác về chị Trang mua quà cho cô Bi nhá. Ok không? Ok nào? Ok. Rồi, cô Bi ngồi đây trông em mau nhẹ giang một xíu nhá. Thì em đi đi chuẩn bị đồ quần áo vậy nhé. Cô Bi ngoan nhá, trông em nhá. Sớm thôi, bởi thôi chị em mua quà cho cô Bi nhá. Không có gì phải buồn đâu. Cô Bi ngồi đây để chị Trang gấp quần áo, chị Trang chuẩn bị đồ đi nhá. Muốn phụ chị Trang gấp quần áo hả? Nhưng mà chị Trang gấp gần xong rồi. Nào, cô Bi ngồi xuống đây nào. Gì? Muốn mở vali của chị Trang ra hả? Tí này chị Trang sắp phải đi rồi mà.
giờ mà cô Bi mở đồ của Giang ra thì thế là sao Giang đi được? Ý là muốn thử chân chị Trang lại chứ gì? Thôi Giang phải đi công việc nhá, Giang về sớm với cô Bi không có gì mà phải buồn đâu nhá. Ôi trời ơi, chị Trang không muốn sửa đâu, chị Trang lớn rồi mà. Sửa này là để cho cô Bi thôi nhá, em không muốn đâu. Thế để chị Trang bóc sửa cho cô Bi uống nhá, được không? À, ngồi đây, ngồi ngoan nhá, chị Trang bóc sửa cho cô Bi uống. Cô Bi tính lấy sửa cho chị Trang đó hả? Chị Trang lớn rồi mà. Nào, đây, uống đi ngoan nhá. Chưa? Thế chưa, để chị An đi vứt bỏ cho. Thôi cô Bi uống xong rồi chị An đi vứt bỏ cho nhá. Ngồi đây đợi chị Trang nhá. Để chị An đi vứt bỏ rồi cô sửa cho. Về chị Trang mua quà cho hai chị em nhé. Em Mon có nhớ chị Trang không? Chị Trang đi em Mon có nhớ không? Chị Cô Bi nhớ chị Trang lắm á. Chị Cô Bi nhớ chị Trang mà. Nãy giờ giấu đồ của chị Trang luôn.
Bi không có ghẹo em nha, ở nhà phải phải thương em á. Rồi, thế bây giờ nhá, hai chị em ngồi đây nhá, để Giang đi nhá. Đến giờ của Giang ngồi muộn rồi. Nhá, em ngồi đây nhá. Nào, hai chị em ngồi đây chơi với nhau nào. Cô Bi bé em nhá. Chào em Mon đi. Nha, bye bye nha. Mà thơm quá chị ăn cái nào. Thơm em thế nào.